Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập nhìn Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Thần tài kích hoạt vận may, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 5 âm lịch, làm ăn xuôi thuận, cuộc đời sung túc, giàu có ấm no. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm nhất định, bất kể người giàu hay người nghèo, cũng đều có những mối lo toan, vất vả riêng. Người thì lo con cái ăn học, kẻ lo trả sạch nợ nần, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, không phải bất cứ việc gì cũng diễn biến theo ý muốn của chúng ta, mà phần lớn là do vận mệnh quyết định. Ai gặp thời thì phất lên như vũ bão, ai đen đủi thì trăm chuyện ngáng trở, tiểu nhân cản đường, mãi chẳng thể thành công, ngóc đầu lên được, đó cũng là quy luật từ ngàn đời này. Chỉ những người biết nắm bắt thời cơ, biết nương nhờ vận thế, mới có cơ may đổi đời, đổi vận, thu tiền của về tay. Trong lá số tử vi tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn của 12 con giáp, các thầy tử vi đã đặc biệt nhắn nhủ tới người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 rằng, trong tháng tới, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều biến động, cục diện tương hình khiến khó khăn ập tới, tiểu nhân xuất hiện. Nếu làm được điều này, thì sau đó sẽ là trời quang mây tạnh, thần tài xuất hiện, đưa tiền của chạy về túi, hanh thông vượt bậc, càng khổ càng giàu, quý nhân chỉ lối tìm ra cơ hội hiền lộ trong khó khăn, thì ắt thu được nhiều thành tựu, tiền bạc ùn ùn kéo đến, phát tài giàu có, chẳng cần lo nghĩ gì. Vậy vận trình chi tiết của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong tháng 5 âm lịch, sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý anh chị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Tân Dậu với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là canh, địa chi là ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Tân Dậu âm lịch, con giáp này đón tháng mới với tâm trạng hân hoan và thoải mái, khi hầu hết các phương diện của bạn đều có khởi sắc. Có thể nói, đây là thời điểm những chú gà gặt hái toàn điều tốt đẹp, bù đắp cho những khó khăn từ đầu năm, được tam hợp thái tuế hỗ trợ, con giáp này sẽ trở nên rất hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của bản mệnh trong tháng này. Bên cạnh việc đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính khả thi cao, tự bản thân bạn cũng trở nên có sức hấp dẫn kỳ lạ và thậm chí trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người khác. Vì vậy, bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, điều này rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân, dù có tiểu nhân ganh ghét cũng không có gì phải lo lắng, vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng gió. Tài vận trong tháng 5 năm 2024 âm lịch của tuổi Tân Dậu ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng, nhờ các khoản đãi ngộ, việc làm ăn, kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay mở rộng vào lúc này, thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không sẽ bị thất thoát.
phương diện tình cảm cũng có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn những tháng trước. Với những ai chưa có bạn đồng hành thì sẽ sớm có, những ai đã có người yêu thì có thể tính đến hôn nhân, còn ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng đầm ấm, thắm thiết hơn, thuận vợ thuận chồng làm việc gì cũng có lợi. Hung tinh án ngữ trong vận trình sức khỏe của tuổi này, dự báo về những bất lợi, thương tật mà bạn có thể gặp phải trong tháng này, bản mệnh nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác để đề phòng tai nạn giao thông. Người sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu, mang mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá, thạch nghĩa là đá, lựu nghĩa là cây lựu, là tên của một loài cây, mộc là gỗ, hay các loài thực vật nói chung, tên của ngũ hành nạp âm này nghĩa là một cây lựu đá. Những người mệnh thạch lựu mộc mang một tính cách đa dạng, không thuần nhất. Thứ nhất, vì thuộc hành mộc nên khí chất ôn hòa, điềm tính nhân ái, trái tim luôn biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ. Trong ngũ thường, tức là năm đức tính tốt đẹp thường có, thì hành mộc chủ về nhân. Thêm nữa, bản chất của các loài cây cối là hiền lành, nhân ái, ưa làm những việc phúc thiện. Thứ hai, thạch lựu là loài cây sinh trưởng phát triển ở những vùng đất sỏi đá, khô cằn, nên cốt cách của nó cứng rắn, đanh thép, sức sống mãnh liệt, phi thường. Chính bởi lẽ đó, nó ảnh hưởng tới cá tính con người mang mệnh này. Bề ngoài họ rất hiền từ nhân hậu, nhưng ý chí, nghị lực, cốt cách của họ ít ai sánh bằng. Thạch lựu mộc là mẫu người đa tài, họ giỏi nghệ thuật, hội họa, văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại, yêu cái đẹp nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó nên đôi khi họ thường phải lựa chọn cân nhắc giữa hai mặt. Những người thuộc mệnh thạch lựu mộc, giàu trí tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ dễ thích nghi và đem lại lợi ích cho nhiều người, vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn. Chắc chắn bản lĩnh của họ rất cao, tâm lý lạc quan, nhìn cuộc đời như bầu trời xanh đầy hy vọng, họ tự tin vào bản thân và cuộc sống, tràn đầy niềm yêu đời. Giống như lựu đá, cây thấp nhưng bền bỉ, có thể sinh trưởng ở vùng núi đá, giống như táo hay lê ở khu vực Hà Giang nước ta. Giống lựu này ngoài có quả, sức sống cao, bền bỉ thì gỗ còn khá cứng, gốc cây hình dạng hơi đặc biệt nên người ta trồng nó làm cảnh nữa. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng năm âm lịch cho tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Cụ thể, về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng năm âm lịch, người tuổi Tân Dậu sẽ có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp, đạt được nhiều thành tựu ở thời điểm này. Có thể nói đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi cho các bạn tuổi Tân Dậu trong công việc, sự nghiệp. Sự hỗ trợ của nguyệt lệnh lâm trường sinh đem đến cho người tuổi này nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật. Thêm vào đó, tà phù cắt tinh chiếu mệnh báo hiệu, có sự nâng đỡ giúp sức từ quý nhân, bản mệnh có thêm sự tương trợ từ bên ngoài, thì sẽ càng thêm thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệc và tinh thần chuyên nghiệp, bản mệnh đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại bạn hoàn toàn có thể tự tin vào năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống, để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn, tuổi Tân Dậu cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần 7 lượt mới nắm bắt được, thành công không đến với những người lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Điểm cộng của người tuổi Tân Dậu trong thời gian này là sự tỏa sáng của bạn. Tuy nhiên, không đồng nghĩa với việc bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét do nóng mắt. Thiên cầu hung tinh nhắc nhở, hung hỏa tiềm ẩn rất nhiều, bạn chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dưới sự hỗ trợ của nguyệt lệnh trường sinh và tà phù cắt tinh chiếu mệnh, người tuổi Tân Dậu sẽ đạt được nhiều thành công, đạt được vị trí cao trong công việc. Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ trong công việc, giúp bạn thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, để đạt được những thành công này, bạn phải nỗ lực và trải qua không ít khó khăn. Ý thức với tinh thần chuyên nghiệp và sáng tạo, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và thành công sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, không nên quá tự tin và chủ quan. Bạn cần phải luôn giữ tinh thần cảnh giới và cẩn trọng, để tránh những rủi ro và thất bại đáng tiếc. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử,
chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Cát khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bạn. Về mặt tài lộc, trong tháng Canh Ngọ, tuổi Tân Dậu được dự báo sẽ có nhiều cơ hội để tăng tài sản và thuận lợi về tài chính. Kết hợp với khả năng chi tiêu thông minh và sự hỗ trợ của tài tinh, những người tuổi Dậu sẽ có cái nhìn thực tế và thông suốt về mọi vấn đề, giúp cải tiến tình hình tài chính và tài lộc của mình. Theo phong thủy, cách thức tài lộc đến với mỗi người đều được quyết định bởi các yếu tố như mệnh cung, tuổi tác, trạng thái sức khỏe, tinh thần, tình cảm và ngay cả môi trường sống. Và tháng Canh Ngọ là một trong những tháng mang đến nhiều cơ hội để tuổi Tân Dậu gia tăng tài sản, thuận lợi về tài chính và tài lộc. Sự kết hợp giữa khả năng chi tiêu thông minh và sự hỗ trợ của tài tinh sẽ giúp cho những người tuổi Tân Dậu nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và cải thiện tình hình tài chính và tài lộc của mình. Ngoài ra, việc có trường sinh hộ mệnh và tập trung vào công việc của mình, loại bỏ những điều phiền não cũng giúp tăng cường sự thịnh vượng cho tài chính và tài lộc của người tuổi Tân Dậu. Công việc sẽ tiến hành trôi chảy hơn, đưa đến sự gia tăng tài lộc và lợi nhuận. Với những lời phán đoán tích cực trên, tuổi Tân Dậu có thể yên tâm hơn về tài chính của mình trong tháng Canh Ngọ này. Tuy nhiên, bản mệnh nên lưu ý rằng tài lộc không chỉ được quyết định bởi phong thủy mà còn phụ thuộc vào nỗ lực và sự cố gắng của bản thân. Do đó hãy luôn cố gắng và làm việc chăm chỉ để tài lộc của bạn ngày càng phát triển. Trong việc đầu tư, thiên tài báo hiệu và bản mệnh đều có thể gặp phải những mối đầu tư mang tính thách thức nhưng mang lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng lớn trong tháng này. Bạn có thể tận dụng thời điểm này để triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ. Điều này sẽ giúp bạn bỏ túi được nhiều lợi nhuận hơn và tăng cơ hội thành công. Một điều quan trọng khác trong tháng này là cần phải bồi dưỡng mối quan hệ hợp tác của bạn. Bằng cách này, bạn có thể kiếm được nhiều hợp đồng và dự án có lợi hơn. Cũng nhờ quan hệ xã hội tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó. Điều này sẽ giúp bạn tăng cơ hội thành công và đạt được mục tiêu kinh doanh mà mình đã đề ra. Với tài vận ổn định, bạn có thể thoải đã làm những điều mình muốn. Tuy nhiên, bạn cần tự nhắc nhở bản thân rằng, trong việc giao dịch và đầu tư, bạn cần có kế hoạch cụ thể và không nên tiến hành một cách mù quáng, cảm tính để tránh bị lợi dụng bởi các cái xấu. Đặc biệt là khi trong tháng này cũng có thiên cầu hung tinh hoành hành, một sai lầm có thể khiến bạn phải trả giá rất đắt. Vì vậy hãy cẩn thận và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Nếu bạn đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có và kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Tuy nhiên, đừng quên rằng việc thành công trong kinh doanh cũng cần sự kiên nhẫn, nỗ lực và sự đầu tư thời gian và công sức. Hãy luôn cố gắng và không ngừng hoàn thiện bản thân để đạt được những mục tiêu kinh doanh của mình. Về mặt tình duyên, về phương diện tình cảm, tam hợp mang tới cho tuổi Tân Dậu những cảm xúc đặc biệt, giúp bản mệnh thêm trân trọng hạnh phúc đang có. Tháng này là thời điểm lý tưởng dùng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi. Người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm đau đầu vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng, một số cặp vợ chồng có thể đón tin vui về con cái. Bản thân hãy trân trọng, trân quý những gì mình đang có, thêm sự thấu đáo tôn trọng, không vì cái lý của mình, ắt gia đình đôi lứa hạnh phúc bền chặt. Về gia đạo trong tháng 5 năm 2024 có chút xáo trộn, thị phi nhỏ, có thể do lời qua tiếng lại mà sinh ra. Vậy nên bản thân và mỗi thành viên hãy biết kiểm soát cảm xúc, thấu tình đạt lý, đồng lòng đồng sức để giảm sự hung hại của tháng này, biết kính trên nhường dưới, gia đình sẽ luôn hòa thuận. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 5 năm 2024 cho thấy thể trạng của tuổi Tân Dậu trong tháng Canh Ngọ khá tốt. Bản mệnh được lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa hè nóng nực để tránh các chỗ chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý, trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu thiên cầu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điểm báo tử vì nhắc nhở tuổi Dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế di chuyển đi xa, tới những nơi cao, hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, đền, chùa, tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên.
Theo tử vi tháng 5 năm 2024, trong mỗi tuần sẽ có dự báo hung cát khác nhau và cũng có những thời điểm khá thuận lợi. Trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Tân Dậu, nếu được thần may mắn và quý nhân ghé thăm, ngay từ đầu tuần bản mệnh nên nhanh chóng tìm cơ hội để bứt phá vươn lên. Xem tử vi tuần 1, tuổi Tân Dậu, tháng 5 âm lịch 2024. Tuổi Tân Dậu trong tuần này có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cần đặc biệt lưu ý để giữ được tiền trong tay. Thực thần cho lộc mang đến nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, đại hao hung tinh đang rình rập, vì vậy con giáp này cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí vì sự dễ dàng kiếm tiền của mình. Nếu bạn là người tuổi Tân Dậu thì tuần này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng đừng quên rằng để giữ được tiền trong tay là điều không hề dễ dàng. Trong tuần này thực thần sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, đại hao hung tinh cũng đang rình rập, vì vậy bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí. Trong công việc, tuần này không được suôn sẻ do có sự quấy phá từ tiểu nhân. Từ đầu tuần, con giáp này đã bị thiên quan án ngữ, tinh thần làm việc sa sút, có vẻ như thời gian nghỉ dịch đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bạn. Thị phi trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nhưng đừng quá lo lắng. Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn và đặt ra kế hoạch để thực hiện chúng. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn cố gắng hết sức mình. Về mặt tình cảm, tuần này có thể bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình của bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Áp lực cuộc sống đã lớn và còn thêm những sức ép từ người thân. Bạn có thể muốn trốn khỏi nhà và không muốn quay trở về nhà. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và thoải mái nhất có thể. Gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những hoạt động thú vị và giải trí để giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ giữ tâm trạng tốt và không để bất kỳ khó khăn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Quý nhân, Mão, Tuất. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Xem tử vi tuần 2, tuổi Tân Dậu, tháng 5 âm lịch 2024. Người tuổi Tân Dậu trong thời gian này, hung cát đan xen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Người tuổi này dễ chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán, nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, đường công danh, sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương cát tinh nhập mệnh, người tuổi này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình, thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Vì thế tuần này là thời điểm để bạn tận dụng và nắm bắt cơ hội quan trọng, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội quan trọng này. Tuy nhiên, về chuyện tiền bạc thì tuổi Tân Dậu thực sự chẳng mấy may mắn. Hết lần này tới lần khác, bạn bị tiểu nhân lừa gạt, kiếp tài làm cho thua lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy mà còn thua lỗ nữa. Vì vậy bạn cần cẩn trọng và thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tài chính, tránh những rủi ro và đầu tư vào những là lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn. Nhìn chung tuổi Tân Dậu đang trải qua một thời gian đầy thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội và tiềm năng. Hãy sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được để phát triển bản thân và vượt qua những khó khăn, để cuối cùng đạt được thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Xem tử vi tuần 3, tuổi Tân Dậu, tháng 5 âm lịch 2024. Thương quan xuất hiện vào đầu tuần cho thấy, người tuổi Tân Dậu sẽ có những bước khởi đầu khá khó khăn. Thời điểm này bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người, hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc. Hãy đề cao sự cởi mở, học hỏi và thấu hiểu để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn trong công việc của mình. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Đây là lúc để bạn đẩy mạnh sự nỗ lực và cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đang đối diện. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và các hoạt động giải trí để tinh thần luôn sảng khoái và tươi mới. Thời điểm cuối tuần, do chính ấn và thiên ấn độ mệnh nên bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn. Có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm từ người khác đối với mình. Những cơ hội mới sẽ tới với bạn, vì vậy hãy sẵn sàng để bắt tay vào thử thách mới và đón nhận những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống.
nhưng đừng quên giữ vững sự cẩn trọng và suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng về chuyện tình cảm, tuần này không phải là một tuần thuận lợi cho người tuổi Tân Dậu, bạn và người ấy có thể liên tiếp gặp phải những chuyện gây hiểu lầm. Cả hai người đều cần phải kiềm chế, không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, gây ra những chuyện khó phản hồi. Hãy dành thời gian để thấu hiểu nhau, lắng nghe và chia sẻ, để tình cảm giữa hai người được bền vững hơn. Quý nhân, Mão, Tuất. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Xem tử vi tuần 4, tuổi Tân Dậu, tháng 5 âm lịch 2024. Sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu cơ bản là tiếng trần thuận lợi, dù khó tránh phải một vài rắc rối nho nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tỉnh cho bạn chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đối với người tuổi này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính, chứ không nên sử dụng thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác, kiếm lời lãi về cho mình. Sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bản mệnh cần cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Tân Dậu phải đối diện với nhiều nguy cơ, thậm chí lứa đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh bùng nổ, do không chiều ai nhường ai. Đừng để bản tính bướng bỉnh khiến cho chuyện tình yêu của mình có một cái kết giang dở. Quý nhân, Mão, Tuất. Tiểu nhân, Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Cẩm nang vượng vận cho người tuổi Tân Dậu, tháng 5 âm lịch 2024. Lời khuyên dành riêng cho người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong tháng 5 âm lịch, người tuổi Tân Dậu nên làm gì? Trong tháng 5 năm 2024 âm lịch, người tuổi Tân Dậu nên nắm bắt cơ hội để thực hiện thật tốt những dự định của bản thân, đồng thời không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó nên tu dưỡng thiện lương, thấu tình đạt lý, thu mình khiêm tốn, cẩn trọng cảnh giác. Người tuổi Dậu không nên làm gì? Người tuổi Tân Dậu không nên quá liều lĩnh, làm liều, đầu tư ăn xôi ở trong giai đoạn này mà nhớ việc. Ngoài ra, cũng không nên tin người quá, cũng không dễ tự chuốc họa vào thân. Tiếp theo sau đây, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ về giờ sinh phát tài và phong thủy cải vận trong tháng 5 âm lịch 2024 này. Sinh giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ. Do Dậu kim sinh Tý thủy, nên người tuổi Tân Dậu có thể đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc đủ đầy. Nhược điểm của người này là không có ý chí kiên cường, không đủ năng lực để đảm nhận việc lớn, lại có tiểu nhân quấy phá, nên cũng phải trải qua thất bại, tổn hao tài sản. Sinh giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Người tuổi Dậu sinh vào giờ Sửu gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vật chất đầy đủ, hành sự trượng nghĩa, nên được nhiều người yêu mến. Nhưng đôi lúc không tránh khỏi kẻ tiểu nhân hãm hại, ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp. Sinh giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tuổi Dậu sinh giờ Dần có sức khỏe tốt, tính tình trung thực đôn hậu. Cuộc đời người này tuy không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng cũng thăng trầm bất ổn, số mệnh tốt xấu song hành. Sinh giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ. Cuộc đời của người tuổi Dậu sinh vào giờ Mão cũng lên xuống trắc trở, lúc nào cũng trong trạng thái tất bật làm việc. Dù là người thông minh, nhưng lại độc đoán, tính tình cổ quái, không dễ hòa đồng, lại hay vạ miệng, nên dễ vướng vào họa khẩu thiệt thị phi. Sinh giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ. Vì Thìn thổ sinh Dậu kim nên người này có vận số tốt, vật chất dư giả, quyền cao chức trọng, tuy có lúc gặp thất bại nhưng tổn thất không lớn. Người này có tính cách ôn hòa, chân thành đối đãi mọi người, lời nói và hành động luôn nhất quán nhưng lại khá cố chấp, dù là sự nghiệp hay tiền tài, khi gặp khó khăn đều được là người trợ giúp nên đều phát triển thuận lợi. Sinh giờ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi Dậu sinh giờ Tỵ, Tỵ hỏa khắc Dậu kim. Cuộc đời thăng trầm, hạnh phúc và trắc trở song hành, dễ thành công nhưng cũng dễ thất bại, trải qua thất bại để rèn luyện bản thân và gặt hái được nhiều thành công hơn. Sinh giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ. Đa số người tuổi Tân Dậu sinh giờ này đều thông minh, lanh lợi, làm việc đâu ra đó. Người này được sự hậu thuẫn của gia đình,
lại có quý nhân phù trợ, nên công danh, sự nghiệp thuận lợi, thành đạt. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời khó tránh việc cãi cọ, tranh giành. Sinh giờ Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ, người tuổi Tân Dậu sinh giờ Mùi có tài năng, sự nhạy bén, ra ngoài được quý nhân phù trợ, nhưng tính tình ngang ngược, hung bạo, cơ thể hao tốn tiền của vì gây hại cho người khác. Người này có số xa quê hương, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người, tiền vận gian khó, trung vận chuyển biến tốt, hậu vận hưởng phúc lộc. Sinh giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ. Sinh vào giờ này, người tuổi Tân Dậu có tâm địa lương thiện, học hành giỏi giang, tự lực tự cường, trung hiếu song toàn, không quý thì phú, ra ngoài thành đạt, vang danh tứ hải, hậu vận vinh hoa, cả đời hưởng phúc lộc. Sinh giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Vì Dậu kim sánh vai, nên người tuổi Dậu sinh giờ bản mệnh có số làm quan, tài lộc dồi dào, nhưng cuộc sống khá nhiều sóng gió và mắc bệnh nhẹ. Sinh giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi Tân Dậu sinh giờ Tuất có dịch mã chiếu mệnh, nên có số xuất ngoại, lập nghiệp ở xứ người, bôn ba khắp nơi cầu tài, gặt hái được những thành quả to lớn. Tuy nhiên người này gặp trắc trở trong tình yêu và hôn nhân. Sinh giờ Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ. Sinh giờ Hợi, người này thông minh linh hoạt, sở kinh doanh buôn bán, có ý chí phấn đấu cho sự nghiệp, tuy phải sống xa quê nhưng khá thành đạt, tài lộc song toàn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.